Quý vị, trong chương trình văn nghệ hôm nay, Phạm Khanh đang có mặt tại rạp hát GNC thuộc thành phố Westminster. Ngày hôm nay thì nữ tài tử diễn viên Hà Phương, ca sĩ Hà Phương sẽ ra mắt một cái bộ phim rất là đặc sắc. Đó là bộ phim được mang tên là Finding Julia. Lúc này thì chúng tôi thấy rằng là tất cả những khán giả, bạn bè, thân hữu trong đó có rất là nhiều những tài tử diễn viên tham dự vào bộ phim này đã có mặt để chuẩn bị làm một cái lễ ra mắt bộ phim ngay bên trong rạp hát Regency thuộc thành phố Westminster mà chúng tôi sẽ mời quý vị theo dõi trong chương trình phóng sự cộng đồng hôm nay. Quý vị, đây là nữ diễn viên trẻ trong bộ phim, đó là Lauren Phạm và cũng như là anh Phương Phạm, là cảnh sát viên của thành phố Westminster, là ba của Lauren. Ngày hôm nay thì phải nói chúc mừng cho anh khi mà bộ phim ra mắt tốt đẹp. Anh thấy cháu đóng trong phim như thế nào? Đây có phải là lần đầu tiên cháu đóng phim hay không? Dạ, thưa anh, thưa quý vị, thì người cha thì lúc nào con mình làm cái gì thì mình cũng hoan nghênh và hết sức vui cho con mình. Thì trong phim thì hồi lúc bé còn nhỏ thì quý vị nếu mà đi coi thì quý vị sẽ biết, thì mình thấy con mình thì lúc nào cũng không có làm gì sai và lúc nào cũng giỏi hết. Thì nhưng mà mình thấy lần đầu tiên con đóng trong phim này và rất là I think she was good. Lauren, em nghĩ sao về cái phim này khi mà em được đóng vô cái vai này? How do you feel when you enjoy this movie? I think it's a really good movie. There's a pretty good plot and everything. So, yeah. Yeah, vậy đó hả? How do you feel? I think it's good. I think it's really fun to watch. Em có biết rằng là đây là lần đầu tiên em đóng phim, thì thử ra rất là cảm thấy hồi hộp trước ống kính. Nhưng mà quý vị thấy không, bây giờ mọi chuyện đã xong xuôi hết. Ngày hôm nay là ngày ra mắt bộ phim này, và tất cả những diễn viên đều có mặt ở đây để chào mừng quan khách. Chút xíu nữa chúng ta sẽ xem một số đoạn trong cái đoạn phim sẽ ra mắt ngày hôm nay tại rạp hát Regent thuộc thành phố Westminster. Thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi thấy là diễn viên chính của bộ phim Finding Julia đã có mặt rồi. Đó là nữ tài tử ca sĩ Hà Phương. Cô đến trễ hơn mọi người một chút xíu. Bây giờ thì là những chuyên viên make up trang điểm cũng đã chuẩn bị lại những cái vấn đề trang phục cho cô trước khi ra mắt công chúng khán giả trong cái chương trình ra mắt bộ phim ngày hôm nay. Đây là nữ tài tử ca sĩ Hà Phương và là vai chính trong cái bộ phim là Finding Julia có mặt trong ngày hôm nay. Ông đạo diễn, ông Eager và cũng như là Adams. Thì đầu tiên hết xin Hà Phương kể cho biết về sơ lược về cái nội dung của cái bộ phim này trong cái ngày ra mắt hôm nay như thế nào? Dạ thưa anh và thưa quý khán thính giả, là bộ phim này thật ra nó nói là sự khác biệt giữa nền văn hóa của Âu và Á, nhưng mà trong đó nó có một cái tình yêu bí mật, nhưng mà cái tình yêu bí mật thì khán giả phải đến xem. Đó. Phương không thể bật mí được. Em vừa nói rằng là cái chuyện mà trong bộ phim này nó cho mình, cho người xem thấy được cái sự khác biệt giữa Âu và Á. Còn tình yêu thì nó có khác biệt hay là không? Nó có ranh giới hay là không? Tình yêu thì nó có lẽ là cái trong cái bộ phim này, cái tình yêu đó nó rất là đặc biệt với những cái tình yêu khác, cho nên là em đã nói là không có nói được. Vậy đó. Cái duyên nào đưa em đến cái chuyện mà sản xuất cái bộ phim này và ra mắt công chúng? Em nghĩ là tại vì thứ nhất là lúc mà em qua đây rồi em nghĩ là tại vì mình cũng lớn tuổi rồi, xong rồi khi mà mình nơi đây là một cái nơi mà cho mình nhiều cơ hội, và em nghĩ là khi mình tới đây mình có thể thử sức, thì em thử sức. Dạ đó. Đó là lý do. Và bây giờ thì là câu hỏi dành cho ông Eager là đạo diễn của bộ phim này. Can you tell us something about this movie? I want to congratulate a beautiful Hà Phương, who is a major lead, and she had such a tremendous focus for the film and such a stamina and power to drive, give all of us energy. And it was ups and down, was a very, very difficult film to do, but she believed in the film, and I'm so happy she did it. And not only because she's a woman also, we need more women in the cinema industry. I also teach in School of Visual Arts in New York, and I teach a lot of more women. I really push them, I give them opportunity, because men usually, you know, me, I give them space. And she has beautiful daughters also, and we wanted to be successful. And I love the idea of the film, you know, living in two different cultures and trying to survive and exist
in this confusing world. Okay. So please, I recommend everybody to see the film. It's a great film. Đạo diễn có lời khen ngợi Hà Phương, bảo là rất nhiều, đã nỗ lực rất là nhiều. Adam, what is your role in this movie? I play Ha's love interest. And so I won't give the storyline away, but we're in acting school together in the movie, in New York City. So I'm the love interest. Yeah. Do you want anything to talk to the viewers who are present today? I would just like to, invite everyone to watch the film and enjoy the film. I haven't seen it yet, so I'm looking forward to seeing it. It's a movie that we shot in New York City, which, if anyone knows, shooting a movie in New York City is not the easiest thing in the world. Uh-huh. And I think we pulled it off. We have some great locations and some cool, I just can't wait to see it myself. Bây giờ đó, cái lời cuối mà em Hà Phương, em muốn nói gì với những khán giả cũng như là những người khách mời đến với cái chương trình ra mắt bộ phim của em trong ngày hôm nay? Dạ thưa anh, dạ thưa quý khán thính giả, là bộ phim này là Hà Phương rất là cực khổ là làm là 9 năm trời, giống như là đứa con của Phương vậy đó. Coi như là cho nên là bây giờ là hôm nay mới được sanh nó ra đó. Thì Hà Phương mong quý khán thính giả hãy đến xem phim đông đủ để mà giống như là khích lệ tinh thần cho Hà Phương. Dạ, em cảm ơn nhiều. Dạ. Quý vị, thế đó là nữ tài tử ca sĩ Hà Phương, diễn viên chính của bộ phim Finding Julia. Ông đạo diễn Iger và cũng như Adams có mặt trong cái buổi ra mắt bộ phim trong ngày hôm nay trước truyền thông báo giới cũng như là trước khách mời và khán giả của bộ phim này. Và quý vị, đây là nữ tài tử Kiều Trinh. Thưa cô, thì con thấy rằng là những cái bộ phim mà có những giới trẻ Việt Nam nó tham gia đóng phim thì hầu như là cô đều tham gia hết. Và cô không có ngại làm việc chung với giới trẻ, mà dù là các em có sinh sống, sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ đi nữa. Thì trong cái bộ phim này cô làm việc với những em trẻ, trong đó như là Hà Phương hoặc là thậm chí có những em nhỏ hơn là Lauren Phạm chẳng hạn. Thì cô cảm thấy như thế nào thưa cô? Dạ, trước hết xin chào anh và xin chào quý vị. Dạ, tôi luôn luôn support giới trẻ, những cái thế hệ trẻ. Phim ảnh là cuộc đời của tôi hơn 60 năm rồi. Vâng, thì dĩ nhiên là rất mừng là có những thế hệ trẻ đi vào con đường điện ảnh, dù đó là một con đường rất là khó khăn. Vâng, riêng về cuốn phim của Hà Phương thì hôm nay cũng xin chúc mừng Hà Phương đã ra mắt được cuốn phim mà Hà Phương đã ấp ủ từ 6-7 năm nay rồi. Vâng, thì cái chuyện làm phim thì anh biết rồi, rất là khó khăn. Vâng, khó khăn cái lúc khởi sự làm cho đến khi làm xong cuốn phim, nhưng mà khó hơn nữa là làm sao cho cuốn phim ra rạp. Đó là cái điều rất là khó khăn đối với ở đây, mà Hà Phương đã trải qua được những cái con đường khó khăn đó, và hôm nay ra mắt phim cho để quý vị, mời quý vị coi, thì đó là cái điều chúc mừng cho Hà Phương cũng như là chúc mừng giới trẻ, để cho người ta nhìn vào là như vậy là mình cũng có hy vọng chứ. Vâng ạ. Vâng, thì đó là cái điều rất là khuyến khích. Vâng, thì tôi luôn luôn là khuyến khích. Đây Hà Phương ngay đây. Yeah, Hà Phương. đang phỏng vấn, đang nói về Hà Phương đây. Yeah. Cô đang nói về Hà Phương. Bảo là trước hết hôm nay là chúc mừng Hà Phương. Yeah. Cô đã nói là làm một cuốn phim đã khó rồi. Yeah. Nhưng mà đến lúc ra rạp lại còn khó hơn nữa. Dạ yeah, đúng rồi. Vâng. Khán thính giả hãy phải đến xem phim. Dạ vâng ạ. Thì đó là cái điều mà cô đang nói. Yeah. Là để kêu gọi là support cho giới trẻ làm phim. Yeah. Vâng. Là phải passion lắm mới có kiên nhẫn. Yeah. Như là Hà Phương đã kiên nhẫn trong 6-7 năm qua. 9 năm cô. 9 năm rồi. Oh my god. Ngày hôm nay thì chúng tôi thấy có chú Bảo Quốc cũng như là Hà Linh, cháu của chú cũng đến tham dự trong cái chương trình ra mắt phim ngày hôm nay của diễn viên Hà Phương. Chú đánh giá sao về giới trẻ của mình và sinh hoạt về vấn đề phim ảnh văn nghệ, đặc biệt là Hà Phương ở cái đất Mỹ này thưa chú? Chú rất là vui. Không phải là mình vui vì cá nhân của Hà Phương không đâu, mà mình thấy một người Việt Nam mà dám thực hiện một cái phim ở trên đất Mỹ như thế này, một cái thị trường Hollywood rất là mạnh mà mình chen chân vào được, thì phải nói là cá nhân của Hà Phương rất là giỏi. Và chính vì cái sự giỏi đó giúp cho những người nghệ sĩ của Việt Nam mình nó sẽ có một cái lòng tự tin, và sau này có những người họ sẽ đứng ra để tham gia vào cái thị trường phim này. Thì không bao lâu nữa thì mình hy vọng là cả thế giới sẽ biết gì nhiều về nghệ sĩ Việt Nam của chúng ta. Wow, tuyệt vời. Còn bây giờ Hà Linh, lần này qua đây diễn, thấy cái vấn đề sinh hoạt văn nghệ ở đây như thế nào? Dạ, thấy rất là sôi động, và khán giả là lúc nào cũng luôn ủng hộ những người nghệ sĩ.
Vậy đó, những lần tới chắc chắn sẽ qua nữa phải không? Dạ, em lúc nào cũng mong muốn là được cống hiến cho khán giả ở mọi miền, ở các tất cả vùng miền ở trên thế giới luôn. Dạ, vâng. Vì thế đó là danh hài Bảo Quốc và cũng như diễn viên Hà Linh trong cái buổi ra mắt phim ngày hôm nay của diễn viên Hà Phương.